Năm mới nhảy rất là mệt. Ok, bây giờ mình giao lưu chút xíu cho bản Năm lấy lại hơi đi ha. Đồng ý không? Ok. Đó xin nghe nói là sắp tới bản Năm có một cái dự án rất là khủng. Với là ủa sao đất đất tiên biết mà đất tiên thọ? Đất sẽ nghe nói. Bây giờ hãy kể đất tiên. Dữ dội. Dở thôi. Thì có lẽ là vào gần nhất là ngày 30 tháng 7 thì Barcelona sẽ có tổ chức một live show kỷ niệm 5 năm của nhóm tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Có ai đi coi không? Có không? Mua vé thì tôi không muốn trả lời, tôi muốn hỏi hả chưa? Vậy tôi mua vé nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhất quan tâm show số 5 nha. Còn gần hơn một chút xíu nữa, xa hơn chút xíu nữa thì vào ngày 19 tháng 8, 3 sân 5 sẽ cho ra một bộ phim điện ảnh. Mọi người biết phim gì không ạ? Bây giờ nói lại thật là rõ ràng luôn nha, phim gì á? Đúng rồi, đây là bộ phim Tấm Cáo Chuyện Chưa Kể sẽ phát hành trên toàn quốc vào ngày 19 tháng 8 này. Và hy vọng là tất cả mọi người nè và thầy cô nữa cũng sẽ dắt học sinh và sinh viên của mình đi để xem bộ phim Tấm Cáo này của 3 sân 5, được không ạ? Và 5 phút quảng cáo xong. Còn gì nữa không? Nói luôn đi! Chặt đi tao hoài! Trời ơi! Mình là con trai nha! Đúng rồi! Nói đùa vậy thôi chứ nãy giờ có một thành viên mà ngoài Isaac ra thì Isaac cũng hay thường hay giới thiệu nhiều rồi. Có một thành viên ít nói lắm, đó là... Mấy bạn hỏi là SC có bị gì mà sao không có nói chuyện? Tại vì bình thường ST đứng với các thành viên còn lại dành nói rồi. Cho nên là ST cảm thấy là mình cũng không cần phải nói điều gì nữa cả. Không đúng sao không? Đâu. Vậy em luôn đi, cảm ơn nha. Vậy đó, đàn ông nói nha. Bạn nhớ, ok. Nói chứ sắp tới mấy bạn có thể được xem ST nói nhiều hơn khác. Sắp tới SC sẽ tham gia làm DJ của một của MTV và một chương trình mới nói về những cái bài xuất hạng của Việt Nam và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho SC nha. À thì SC lần này chỉ là VR cho MTV đúng không? Ủa vậy là chương trình gì? Mấy bạn ơi, đây là chương trình gì? Tao xuống đi ông ơi. Rồi hết rồi. Đi vô đâu, tao mệt lắm quá. Kỳ quá, ở đây nói chuyện ai sắc, không nói chuyện với Jun nữa. Sáng ơi, bạn này hiếp Dustin quá à. Mọi người vỗ tay cho Dustin đi vô, giờ mày sắp luôn đi. Ok, đừng tới. Thôi bây giờ có hỏi gì nữa không? Nó giỡn thôi. Chưa, từ từ, bình tĩnh. Thôi ngồi xuống đi, ngồi xuống. Rồi, bây giờ là nhây vậy phải không? Muốn nhây phải không? Ừ. Thôi đứng dậy đi. Mệt quá, đứng dậy đi. Thôi nói chứ đứng dậy đi, đi giỡn mà. Nói chứ Dustin chỉ ra để làm cho các bạn vui vẻ một chút. Ba số 5 bất mệt. Rồi bây giờ trả sân khấu lại cho ba số 5. Ok. Vỡ tay tiễn vô đó, ok. Phải cuối cùng ba số 5 luôn.